Nhân vô địch thế giới tự ti tập 292. Con là cầu cá mà từ cần cầu dây câu đến lưới cầu, bất luận là chất liệu hay là mọi phương diện khác, đều là những thời tục nhất ở trong số những thứ tốt rồi. Đừng nói cái gì là mồi cầu, nó là tinh hoa của trời đất, tốn rất nhiều công sức mới có được. Mà xem cái tên nhóc bên cạnh kìa, cột tre màu sắc có thì xảy, treo dụng đất dựa vào cái gì mà nhất cần, lên đất có cái. Bên tên nào? Phong Thúy Nguyệt. Dùng cái cần cầu kém chất lượng, mối cầu là dùng đất thì có thể câu được thứ tốt đẹp như cái gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là vài con cá con tôm nhỏ thôi sao chứ? Mình chỉ cần câu được lên ngừ tốt thì có thể đánh bại được hắn ta rồi. Một buổi sầu. Đây rồi. À chà chà, thế là ngon quá đi. Khinh nhường, thật sự là không tôn trọng mà. Ông già mặc áo mưa lại đứng lên rồi. Lối như vậy không cử động gì, dường như là chuyện của cả thế giới không hề liên quan tới ông ta. Ấy vậy mà ông ta bây giờ lại đứng dậy rồi. Không câu được cả. Không phải. Nhìn mình lần nào cũng câu được, ai mà chẳng không vui mà bỏ đi chứ. Anh lão nhân gia, chỗ ta cũng có nhiều cây lắm nè, hay là ta chia cho ông một ít nha. À cảm ơn, không công thì không nhận đâu. Hơn nữa ta cũng chỉ là hưởng thụ quá trình câu cá mà thôi, còn câu được hay không thì không quan trọng. Lão tiên sinh tâm tình cao độ. So với cái hà thì lão già còn kém xa. Thật là nực cười. Ông ấy có thể là người duy nhất câu được lồng ngừ kể từ khi Vân Hồ ra đời. Dựa vào cái số tôm cá bé nhỏ của người mà cũng muốn tặng cho người ta, còn không tự xem họ có thể mỹ không. À anh lão tiên sinh. Sao lại nhìn mình như vậy? Hồi giờ phòng già thật sự càng ngày càng kém chuyện ấm. Nếu tin tố tiền phòng già nhà người và ta có chút thâm tình, nên ta nhắc ngươi một tiếng, đi xem cho kỹ, xem hắn câu được cá gì đi. Sao lại nói như vậy? Lẽ nào thứ hắn cầu không phải là cá nhỏ, tôm nhỏ ư? À thế vì cô nương này có muốn thử không? Huy thật là muốn biết hắn rốt cuộc câu được cái cá gì. Không được, mất mặt quá rồi. Cứ như vậy mà nửa tháng lại trôi qua. Nửa tháng này dịch phòng không ngừng câu được cá, thậm chí có lúc còn câu được hai con cùng một lúc. Không chỉ như vậy mà cô ấy còn dựng luôn một cái lều phía sau. Cá muốn súp đầu cá, cá nướng đồ gì dịch phong tận dụng triệt để. Thua rồi. Trên thực tế thì từ sau khi tin truyền âm của ông lão thì cô ấy đã không còn dám kính thường dịch phòng, rất muốn làm rõ rút của dịch phòng đã câu được con cá gì. Thì dạ, cô để ý một chút nhé, tôi phải đi giải quyết chút. Lại muốn đi xem trộm rồi, đã mười mấy người rồi, hỏi trực tiếp người ta luôn không phải là được thì sao chứ. Được rồi, xử lý xong rồi. Thời gian hẹn ước nửa tháng với Hồng cô nương cũng đã đến lúc rồi, nên đi tụ họp với cô ấy thôi. Cô nương này đến sớm hơn mình, đã hơn nửa tháng rồi, còn chưa nhất cần lên. Nhìn thấy cá bị mình câu hết rồi, nhất định là khó chịu lên đây. Còn thảm hơn cá ông lão đó nữa chứ. Nhưng mà cô nương đó lại có gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ thì có tiếp cận. Thôi, quên cái chuyện tặng cá đi vậy. Hắn ta đi rồi. Cá, mảnh vây vàng. Dựa vào bầy cá thì có cách nào để xác định được hắn ta câu được con cá gì? Còn có cái khác không đây? Đây là cái ao mà hắn cố tình đào để ta cá sống sao? Còn có con cá đang nằm ngửa bụng nữa. Đi ra, cái bụng này rất giống là lông ngư. Cá hắn cầu được lại là lông ngư. Ôi trời, cũng có nghĩa là nói những ngày này hắn cầu lên đều là lông ngư. Người này rốt cuộc là người thế nào đây? Người khác thì hào tầm tổng trí cũng không nhìn thấy bóng dáng của lông ngư, mà hắn lại có thể dễ dàng câu lên nhiều lông ngư từ như thế. Lẽ nào hắn ta là thánh nhân trong truyền thuyết ư? Hóa ra ông lão đã sớm đã nhìn thấu được nên mới nói như thế. Chỉ là tầm nhìn của mình hèn hạp quá. Tiểu thư à,
Người làm sao thế? Lần đầu tiên ta mới hiểu được cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn nữa. Ta đã tự đánh giá cao bản thân mình rồi, chẳng cái gì cả. À đúng rồi tiểu thư, tên nhóc vừa rồi lúc rời đi có dừng lại ở phía sau chúng ta đấy. À nói ra mắc cười lắm, nhìn dáng vẻ tên đó hình như cũng muốn tặng cá cho người đó. Người nói là thật hay giả thế? Đương nhiên là thật rồi, mỗi tổ mắt nhìn thấy mà. Nhưng mà hắn ta nói, à, hắn ta nhìn thấy tiểu thư không để ý nên cũng âm thầm đi rồi. Coi như là hắn ta biết điều. Hả? Nực cười mà, nực cười. Hắn ta vừa nãy lại muốn tặng cá cho mình, nhưng mà mình lại bỏ qua cơ hội trời bàn này chỉ vì xấu hổ. Tiểu thư à tiểu thư, người bị làm sao vậy? Trương Tà về thiên vật thôi. Ừ, không phải bảo là muốn tham gia trên đoàn thánh nhân gì sao? Về thiên vật làm cái gì chứ? Cho dù có lại và tham gia vào trên đồ thánh nhân thì ta cũng không thể có cơ hội được gì. À sao vậy tiểu thư? Lòng người bị cướp mất trước mặt ta, chẳng khác nào để vận mày đỡ tuột khỏi tay ta rồi. Ta làm gì còn tư cách nào để có được những cơ hội khác nữa chứ? Tiên sinh, hai người cũng không câu được con cá nào à? Tiên sinh chứ cười rồi, vốn là chỉ tới để xem thử vận mày thế nào thôi. Hơn nữa chỉ con chỉ là nửa tháng, vốn cũng không ôm hy vọng gì. À cái này hả? Nếu như mà nửa tháng này ta không được câu cá thì chắc chắn là cho nổ luôn cái hồ rồi. Nhưng mà mấy người này vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy, ta đúng là bội phục mà. À cái này tùy, trông có vẻ cũng không phải là cá gì ngon lắm, nhìn thôi cứ tặng cho hai người vậy, tốt xấu gì cũng nếm thử cá tươi. À tiên sinh à, ngài câu được cá rồi, hơn nữa còn là hai con gì chứ? Nửa tháng này ta đã ăn mấy giỏ cá đầy rồi đây. Lúc nãy rời đi thì vẫn còn một giỏ, ta thấy nặng quá nên đã bỏ lại rồi. Ăn hết mấy giỏ lại còn bỏ lại một giỏ, ôi trời ơi, tiếng người đi hư. Cá ở vân hồ này sao có thể dễ câu như vậy được, phải xem khí vận, xem cơ duyên, xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhìn nè, không phải chỉ là một con cá thôi sao, rửa tay thùi mà tự dâng tới tận cửa luôn nè, chuyên con ấy mà. Như vậy mà cũng được sao? Con này là phóng sinh như vậy, rốt cuộc là trên người này hội tụ bao nhiêu là may mắn vậy? Thánh vị của tương lai có lẽ thật sự chỉ có một chỗ cho người này. Đi thờ, người nhanh tới xem nè. Chào tê, đây là cá rồng. Cá rồng đó tiểu thư à, là cá rồng đó, làm sao đây? Hả? À, đây là cá rồng rất gợi gớm mà hai người nói đó tới đó hay sao? Dì tiên sinh à, cái này quý giá lắm, à, ta không thể nhận đâu. Món quà quý giá như vậy, ta biết lý gì để đáp lại đi. À, không còn đáp lại đâu. Giúp ta nghĩ thầm cách làm sao để nhanh chóng giúp ta trích đi là được rồi, cứ cầm lấy đi. Cái đó, thế thì cảm ơn tiên sinh nhé. Hôm nay được nhận hai con cá rồng từ tiên sinh, Hồng Nhi không có gì để đáp lại. Cho dù là có mất mạng này thì cũng phải giúp đỡ tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Vì tiên sinh, chuyện không thể chậm trễ, chi bằng chúng ta hãy lập tức xuất phát tới thiên vực đi. Ờ, nói ra thì thiên vực có gì khác với cơ vực vậy? Cái này thì một hai câu không thể nào giải thích rõ được. Để tới đó rồi tiên sinh hãy trải nghiệm một phen, rồi tiên sinh sẽ biết ngay thôi. Ngoài ra, sự nguy hiểm hùng ác của thiên vực không phải là thứ mà cầu giới có thể so bì. Quy tắc phép tắc ở nơi này rất là tàn khốc hơn nhiều so với cầu giới. Ở như vậy sao? Tóm lại thì cầu giới của hiện tại là một vòng xoáy đầu gió, là vì thánh nhân xu thế mà vừa nãy cô nhắc tới đó sao? Có điều vị thánh nhân đó rất là gờ gớm tới như vậy ư? Đúng vậy, nghe đồn nói như vẫn là vận thánh thì văn hóa của cầu giới chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu là kiếm thánh thì con đường kiếm đạo của cầu giới sẽ tự nhiên có được sự ủng hộ thơm của trời đạo trời. Tất cả kiếm tù đều nhận được sự lợi ích lớn. Thánh nhân khác nhau sẽ cho ra sự phản ánh khác nhau. Cho dù là cái loại nào thì cũng sẽ khiến cho thế giới sinh ra một cuộc cách mạng thay đổi khổng lồ. Liên minh cầu giới vốn dĩ nơi này thuộc vào địa bàn của Việt giới, nhưng kể từ sau khi tường biên giới bị vỡ thì người của thiên vực đến
Nơi này đã hợp lại với mây giới khác, với trung tâm là việt giới, đã trở thành nơi tụ tập của tám giới ban đầu còn thêm tiên giới. Thống nhất được gọi là vùng đất liên minh cầu giới. Thủ lĩnh của liên minh của giới thông thiên trần lão. Cầu giới vốn là đất mạnh, bây giờ đã trở nên như thế này, ta không cam tâm. Trần lão, ngài nghỉ ngơi một lúc đi. Tâm trạng đầu mà nghỉ ngơi cơ chứ. Trần lão, ngài phải hiểu rằng đây không phải là lỗi của ngài. Ban đầu người của thiên vật đến đây, nếu như là ngài không đồng ý thì e là cầu giới của hiện tại đã bị màn sương đen xâm lấn từ lâu rồi. Thậm chí người của thiên vật căn bản là không cần chúng ta đồng ý. Tuy là nói như vậy nhưng mà cầu giới của hiện giờ vẫn khổ như vậy. Cái đám người bị nhốt ở trong lòng như chúng ta vốn là cũng chỉ như những lũ xô bò trong mặt của người khác ở khu vực ngoài đó. Nếu như mà còn không nỗ lực thì sớm muộn gì cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tuy cái đám người của thiên vật tạm thời vẫn tuân thủ quy tắc không chỉ nghe chúng ta, nhưng mà tương lai thì sao nào? Năm đấm mà gồng lớn thì chỉ có thể bị người ta đánh mà thôi. Lời Trần lão nói đúng là có lý. Có điều cùng với việc tường biên giới bị vỡ, không gian bị phong ấn, thì có được sự tưới dẫn thật sự của đất trời. Sự tiến triển của một số tình hình của cầu giới chúng ta cũng rất nhanh chóng. Ngoài trừ vì chúng ta không xác định được bạch hoàng của cảnh giới, do giới nguyên tông chú bạch luyện thông thì thanh vũ thiên nhân truyền thừa của thân thập tử nhất sinh của tông môn, bây giờ đã thành công xuất quan tiến vào đạo cảnh. Cũng ở với bách luyện tông 13 tiểu tập dịch lúc đầu, bây giờ đã đột phá kiếp cảnh tầng thứ 9. Những gì ông nói là thật hay đùa vậy? Đều là thật. Lần này tới đến đây là muốn nói cho ngài biết tin tức này. Bây giờ liên minh cầu giới được coi là đã có một cường giả đạo cảnh vừa mặc ý nghĩa thực tụ rồi. Đúng là tốt quá rồi. Tốt quá đi mực. Ông trời phù hộ cho cầu giới của ta. Khi đó, lúc mà người có cả thiên vật đến cả giới cầu giới này, người có tu vi cao nhất cũng không quá chân tiên tầng thứ mấy chục. Chuyển đổi sang trong cảnh giới tu vi thật sự chẳng qua chỉ là kiếp cảnh tầng thứ hai, so với cao thủ của lục của thiên vật thật sự là cảm giác bất lực độ quá lớn. Nhưng mà bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cuối cùng cầu giới cũng đã có cao thủ đạo cảnh rồi, thì vẫn không thua so với những tầng môn lớn đó ở thiên vật, nhưng mà nhìn chung thì cũng có thể nhìn thấy tương lai rồi. Có điều lần này tới đây vẫn còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Giờ ngài hãy nhìn trên phố đi. Cùng mọi đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tuy nói là trên con đường tu luyện cũng có không ít cặp tiền nhân sông tu, nhưng mà thứ mà những cặp tiền nhân này tu luyện vốn là công pháp và phương diện này. Người tu luyện công pháp bình thường rất ít khi đặt tâm trí vào trong chuyện tình yêu. Người tu luyện thì có linh hồn ăn khớp với kết hợp lại với nhau thì dù sao cũng là số ít. Chuyện này rất bất thường. Chắc chắn là phải điều tra rõ xem có thứ gì đó đang thúc đẩy đằng sau. Đúng là rất bất thường. Châu sở chính của linh mình cầu giới đằng yên đang lệnh thì làm cho chứng khí mịt mù khắp nơi, đầy rẫy mùi chùa thối của tình yêu. Trần lão, xin ngài yên tâm đi, ta sẽ điều tra ngọn nguồn của chuyện này. Như vậy thì tốt, nếu như không còn chuyện gì nữa thì trở về trước đi. Trần lão, thật ra ấy à, ta vẫn còn một chuyện riêng muốn nói với ngài. Hồn thiên à, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, cùng nhau trấn giữ tường biên giới, cùng nhau dẫn dắt dần chúng cầu giới đi đến sự cùng sung túc, có thể nói là cùng nhau vào sinh ra tử. Tuy ngờ mặt ta là chức vụ của ta là thủ lĩnh, ông là thủ hạ của ta, nhưng mà mặt cá nhân ta đã xem ông là huynh đệ từ lâu rồi. Mà giữa huynh đệ với nhau còn nói cái chuyện úp úp mở mở làm cái gì? Có gì thì cứ nói thẳng đi. Nếu đã như vậy thì ta nói đây. Trần lão à, lần này ta đến là để thổ lộ mọi thứ ta đang yêu đương với cô gái của thanh lang của ngài, vẫn mong trần lão tất thành cho ta. Hãy cho hùng thiên ông, ta coi ông là huynh đệ cùng mọ nó, ông lại hốt cô gái của ta. Trần lão à, ngài bước dần đi, ta với thanh lang là tình yêu đích thực mà.
Cầm cái miệng chó của ngươi lại. 2913.